Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay thì cái ô heo thịt của mình có một con nó bị sốt rồi các bạn. Nó bị túm chân luôn, nó đi không được nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị những con sốt này. Con sốt này gọi là sốt nặng nha các bạn. Thứ nhất á, là nó đi không được. Thứ hai nữa, nó chỉ nằm một chỗ nó la thôi. Nếu mà con heo khỏe mạnh á, là nó đi tới đi lui bình thường nha. Con heo này á, thì các bạn dùng thuốc với liều lượng vừa đủ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nha. Khi mà nó sốt như vậy nè thì chúng ta sẽ cắt tay nó và chúng ta sẽ tắm cho nó. Đó các bạn nhìn thấy nó không? Có thấy mắt nó không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắm cho nó trước nha. Tắm rồi mình sẽ cắt tay nó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt tay nó nha. Nó nằm đây cũng lâu rồi đó các bạn. Nhìn thấy cái dấu này, cái vòi nước nó chấn lâu luôn. Đây nè, các bạn thấy cái mạch tay nó chỗ này không? Cái mạch máu nó chỗ này nó căng lên nè, nó màu xanh xanh nè, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ lấy lưỡi lam á, chúng ta đo vô khoảng chừng hai lỗ tay, chúng ta gạch ngang cái cho nó bể mạch máu này, cho nó chảy ra đi. Rồi khoảng chừng, rồi kết hợp với tắm nữa, khoảng chừng 15 đến 20 phút sau á thì mình chích thuốc nha. Sau khi mình cắt tay với mình tắm nó được khoảng 15 phút nữa các bạn, nó không còn mà nhăn hay là khó chịu như lúc đầu nữa. Tại vì máu nó chảy ra rồi, cái những cái mạch máu não á, là nó không còn làm nó khó chịu, không căng mạch máu não nữa. Bây giờ là nó cũng đỡ lại rồi. Bây giờ thì con heo này mình đoán là tầm 75kg. Thì mình sẽ chích 4C nha. Đối với những trường hợp mà con heo sốt như vậy nè, là cứ 2 tiếng mình chích một lần cũng được, chích nửa trọng lượng cơ thể nó thôi. Khi nào nó đi lại, nó hơi khỏe lại thì mình tăng liều lượng lên nha. Bây giờ thì mình sẽ chích nó 4C nha. Đây nè, mình có rút sẵn 4C nè. Này mình mới kéo nó ra ngoài nè các bạn. Lúc nãy ở trong đó thì mình giữ nó, đừng cho những con khác lại cạp dẫn với nó. Rồi mình đợi nó khỏe một tí á, thì mình mới lùa nó ra ngoài. Mình mới kéo nó ra ngoài nha. Mà nó vẫn còn sốt cao nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt một bên tay nữa. Trường hợp những con sốt cao á, là mình sẽ cắt hai bên tay luôn nha. Con này là gọi là sốt nặng đó các bạn. Các bạn mà không biết xử lý con này là có thể là bị hao luôn đó. Lúc nãy là mình cắt tay trên rồi nha. Lúc nãy là mình đã cắt tay trên rồi nha các bạn. Còn ở dưới này là bây giờ là mình đã cắt tay dưới. Các bạn thấy máu nó chảy ra không? Đó. Rồi con này là khoảng chừng tới trưa là nó sẽ khỏe khỏe lại. Chắc tới chiều nó mới đi được các bạn. Những con mà sốt nặng như vậy thì các bạn cứ làm theo giống như mình nha. Các bạn kéo nó ra ngoài, các bạn cứ để yên đi. Các bạn đừng đánh, đừng lùa, đừng gì hết trơn á. Cứ để yên cho nó đi. Các bạn càng làm nó căng thẳng là nó càng dễ chết nha. Trước khi các bạn phát hiện heo sốt là các bạn kéo ra ngoài được thì các bạn kéo ra xong các bạn tắm cho nó, rồi cắt tay. Rồi khoảng chừng 15 đến 20 phút sau mình sẽ tiêm thuốc nửa trọng lượng cơ thể của nó. Cách 2 tiếng mình sẽ tiêm một lần, khi nào mà nó khỏe thì mình sẽ tăng liều lượng lên nha. Ví dụ như là tới hôm nay là ngày 13 nè. Rồi con này á là mình đã cắt tay và mình tiêm nó hồi lúc 2 tiếng trước rồi. Bây giờ mình sẽ tiêm nó thêm 4C nữa nha. Rồi mình để coi tới chiều coi thử coi nó có đi lại được bình thường hay không nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi hết clip để mình điều trị cái con heo bị sốt này nó như thế nào nha. Các bạn thấy máu bên đó nó chảy ra không? Đó, nằm giữa màn hình cái tay nó đó. Nó chảy ra, các bạn cứ để cho nó chảy đi. Nó chảy tầm chừng 3 đến 5 phút là nó tự nó ngưng à. Nó chảy ra nó mới khỏe được. Còn nó không chảy là nó sốt, nó căng dây thần kinh, nó trợn mắt hoài luôn á các bạn. Con mắt nó còn đỏ nhiều, nó còn sốt nhiều nha. Con này là nó con mắt nó còn đỏ nhiều nè. Khi mà các bạn kéo nó ra xong rồi các bạn làm giống như mình vậy đó. Rồi các bạn cứ để yên đi, đừng có lùa nó đi tới lui nha. Rồi đừng đút cho nó ăn, cứ để cho nó tự nhiên đi. Khi nào nó khỏe rồi mình sẽ cho nó ăn sau. Còn bây giờ các bạn cứ càng ép nó là nó càng căng dây thần kinh, là mạch máu nó dồn về não là nó càng nhanh chết nha các bạn. Các bạn cứ để yên đi, rồi để tầm chừng 3-4 tiếng sau là từ từ nó khỏe lại. Các bạn đừng có gấp cho nó ăn uống nước gì hết á, từ từ đi. Rồi chiều mình sẽ quay cho các bạn xem thêm con heo này nha. Đó, mình đi ra chỗ khác á thì nó nằm nó im ghe, còn mình lại nó nhìn mình á là nó càng căng dây thần kinh, nó quéo quéo hoài luôn. Mình đi xa ra thì nó không có vấn đề gì hết, nó nằm im ngủ bình thường. Rồi để chiều mình quay cho các bạn xem thêm nha. Lúc hôm qua thì mình đăng video thì có một số bạn nói là heo mình bán không được, kêu mình để nuôi.
là cái bầy này nè các bạn thấy không, lúc mà mình đăng video là mình đã sức rồi. Cái bầy bên đây nè, hôm nay là mình rửa sàn nha, còn cái bầy bên đây á là nó dơ, mình dời qua bên đó. Đây đây là cái bầy 13 con còn lại nè. Hôm nay thì khách bắt, một tí nữa mình vận chuyển cho các bạn xem nha. Mình sẽ vận chuyển ra lỗ lớn để khách lên xe, chứ xe của khách thì không vào đường của mình được. Đây là 10 tổng là 13 con nè, mình có ghi số ký luôn nè. 8 ký là 1,2 triệu, cứ tăng lên 1 ký là 50.000. Ở đây là mình có hai con nhỏ 6 ký là giá 1,1 triệu, giảm 100.000, hai con đó là nó chỉ còn 1 triệu. Đó, khách bắt hết bầy thì hai con đó mình giảm lại một con 100 nha. Số ký mình ghi lên luôn nè. Con này 10 ký nè. Con này 10 ký nè, con đó 7 ký rưỡi. 7 ký rưỡi thì mình vẫn tính là 7 ký. Ví dụ như có con 11 ký rưỡi mình vẫn tính 11 ký, 10 ký rưỡi thì vẫn 10 ký. Giờ những cái lẻ là mình bỏ hết nha, mình không có tính nha. Rồi một tí nữa mình vận chuyển xuống vỏ lãi, rồi mình quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo giá của heo địa phương và heo chạy nó sẽ khác biệt nhau như thế nào. Heo địa phương á là nó thấp hơn heo chạy một bậc, rồi heo chạy nó sẽ thấp hơn heo công ty một bậc, như vậy mới bán được. Chứ các bạn mà so sánh heo nào cũng như heo nào á là không phải nha các bạn. Mỗi địa phương đều khác, và khác cái giống heo luôn các bạn ơi, chứ không phải giống heo nào nó cũng giống nhau đâu. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đó, chuồng mình trống rồi, bây giờ mình chuẩn bị lùa nái lên là khoảng một tháng nữa là nó đẻ nha, 3-4 con nữa, bụng to lắm. Đây là như con này là ngày 1 tháng 2 là nó sẽ đẻ nè. Đó, ngày 1 tháng 2 là nó sẽ đẻ nè, các bạn thấy nhìn bụng bự không. Hôm nay là mới có 13 tháng 12 thôi và bụng nó bự cỡ đó đó. Đây như mấy con bên đây nè, con này á là 23 tháng 1 nè, con này 23 tháng 1 đẻ nè. Đó, các bạn nhìn thấy bụng không? Rồi, con bên đây nữa. Con bên đây là ngày 13 tháng 1 nè. Đó. Các bạn nhìn thấy cái bụng không? Heo đẻ là heo này là bụng bự nha. Còn con bên đây thì chắc mới khoảng gần tháng rưỡi thôi. Bầy này thì có một con diêm da mình đang điều trị nó sắp hết rồi. Bầy này là mình không nhớ bao nhiêu ngày nữa, mà nó chắc nó cũng phải mười mấy 20 ngày rồi, to hết rồi. Bầy này là mình canh qua Tết khoảng một tháng, tháng rưỡi là mình sức nữa các bạn, mình canh giá nè. Đó, bầy này là 30 con nha. Giá ở đây là mình đưa ra để cho các bạn tham khảo nha, còn mỗi địa phương là mỗi giá khác nhau, và giống heo là cũng giống khác nhau, chứ không phải là heo nào cũng giống heo nào nha các bạn. Heo thịt, heo mỡ, heo địa phương, heo chạy và heo công ty là nó khác nhau nha, tùy theo chất lượng mà giá thành nó khác nhau. Ví dụ như các bạn mua heo địa phương rẻ mà không làm vaccine thì về nó có vấn đề thì các bạn phải chịu hao hụt, còn heo chạy là làm đủ vaccine rồi thì nó đâu có việc gì đâu, nó chỉ có tiêu chảy, viêm khớp, viêm phổi là mấy bệnh thông thường thường gặp thôi, heo nào cũng bị hết á. Còn heo công ty thì nó cũng giống heo chạy thôi, có một cái là nó là công ty lớn, rồi nó sức ảnh hưởng lớn, uy tín nhiều, rồi giá thành nó đẩy lên thôi. Chứ thật sự heo chạy và heo công ty nó không khác cái gì hết. Công ty là nó nhập heo từ nước ngoài về, nó đổ giống ra, rồi chạy bắt lại heo giống đó, rồi chạy nuôi, rồi chạy đổ ra heo giống, thì nó cũng chín mười với heo công ty thôi. Heo công ty thì chất lượng từ con giống của nó hơi nhỉnh hơn xíu so với heo chạy, thì giá thành bắt buộc nó phải đẩy cao lên. Còn các bạn nuôi heo chạy á, giá là trung bình vừa là vẫn nuôi được bình thường, không có vấn đề gì hết. Còn heo địa phương là không tiêm vaccine là bảo đảm các bạn không dướng cái này cũng dướng cái kia, có thể là bị viêm phổi dính sườn hoặc là bị Seiko, Myco, đủ thứ bệnh hết các bạn ơi. Còn heo các bạn á, đã nuôi từ nhỏ, đã dùng đủ thuốc, đủ vaccine thì sức khỏe nó tốt, sức đề kháng nó tốt, dù có mầm bệnh nó đi tới đi thì heo chạy và heo công ty nó cũng kháng mạnh hơn heo địa phương của các bạn không làm vaccine nữa. Rồi chiều nay thì mình sẽ cho cái đàn này xuống vỏ lãi, mình vận chuyển đi ra lộ lớn để cho nó lên xe, cho nó về nhà mới cho các bạn xem.
coi giá heo của mình ở đây mình có bán được hay không. Ở đây mình khẳng định với các bạn luôn, heo của mình ra là không đủ bán luôn. Chứ các bạn đừng có so sánh giá của mình và giá địa phương của các bạn. Giá địa phương của các bạn là dịch nó vừa đi qua, là địa phương của các bạn là dịch rất nhiều, chuồng trống rất nhiều. Mà bây giờ ví dụ như là nhà của các bạn hoặc là trại của các bạn heo con quá trình nhiều, tại vì ở đó là đang dịch, rồi chuồng đang bị dịch, chuồng trống, người ta đâu có dám nuôi đâu, rồi bắt buộc là heo con của các bạn tồn động lại, rồi các bạn hạ giá heo con xuống mà vẫn không ai mua, tại vì người ta không có dám tái đàn. Khi mà 3-4 tháng nữa dịch nó trôi qua ổn định á, người ta xử lý chuồng ok á, thì người ta sẽ dám tái đàn. Trong cái thời gian mà trước Tết này nè, là dịch nó đã ảnh hưởng một phần rồi, là heo mình đã sụt, heo mình đã hao hụt một phần rồi. Rồi đến bắt đầu qua Tết khoảng 2-3 tháng, biết đâu là heo nó lên, bắt đầu người dân người ta tái đàn ồ ạt lại, thì heo các bạn đẩy giá lên thì vẫn về giá bình thường. Còn chỗ mình á, là dịch nó đã ổn định rồi, rồi chuồng nó là ít dịch, địa phương của mình á, là phòng dịch tốt, là ít dịch, là người ta bán heo thịt xong rồi người ta bắt heo con về người ta nuôi, giá cả ổn định bình thường, nên các bạn không thể so sánh nơi này và nơi khác giống nhau được. Nếu mà so sánh như vậy á, là heo địa phương, heo trại, heo công ty nó đều giống nhau hết, nó không khác cái gì hết. Mà tại sao bây giờ heo công ty 7 đến 8 kg mà người ta bán 1,5 triệu, nó phải khác biệt cái gì các bạn? Thầy, các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Số ký mình có ghi đầy đủ trên lưng hết, mình sẽ đưa lên màn hình chi tiết từng 13 con để cho các bạn tham khảo nha. Như cái ô này là mình có thể nuôi được 40 con nha, 40 con bằng cỡ với nhau giống như vậy nè, mình nuôi được 40 con. Ô bên đây là mình cũng nuôi được 40 con luôn. Mình đang tăng nái là mình chủ yếu là mình xuất heo con nhiều nha. Heo con á là mọi người mua là mình bán hết, còn cái nào mà mình bán không hết á là mình sẽ để lại nuôi. Chuồng của mình là sức chứa bằng cỡ là nuôi khoảng 120 nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình vận chuyển cái đàn heo của mình về nhà mới nha các bạn. Bắt đầu mình vận chuyển xuống vỏ lãi. Cái này heo lần trước là to, mình vận chuyển được 2 con các bạn. Còn cái bầy này là nó nhỏ hơn bầy trước nha. Mình vận chuyển mỗi lần 3 con. Ở đây heo là mình cho vô bao nha các bạn. Cái vỏ của mình nó hơi thấp, cái lường nó hơi thấp nha. Mình cho nó vô bao này, mỗi con là một bao. Rồi mình để xuống cái vỏ lãi này. Vỏ lãi này nhỏ hơn cái vỏ trước nhiều. Cái lúc mà cho lên xe để khách trở về á, là mình quên quay pin. Các bạn thông cảm mình vấn đề này nha. Đây là lúc 2 giờ chiều nè các bạn. Mình quay cho các bạn xem nè. Hồi lúc mình phát hiện nó là lúc 7 giờ sáng nha. Bây giờ là 2 giờ chiều. Các bạn xem coi nó có khỏe hay chưa nha. Đó, bây giờ mình đụng nó không còn nhăn hay là còn rung người hay là dãy người giống như lúc trước nữa, là chứng tỏ là nó khỏe nha. Chiều nay là nó có thể đi lại được đó các bạn. Bây giờ là nó khỏe, nó hết sốt rồi. Nó hết sốt nhưng mà mình vẫn tiêm sốt cho nó nha. Hồi lúc sáng á, là cách 2 tiếng là mình tiêm một lần, là mình tiêm lần đầu tiên và lần thứ hai. Rồi bắt đầu lần thứ hai mình xem thêm 2 tiếng nữa là nó không còn nặng nữa, nó biểu hiện là nó giảm sốt dần, là mình không tiêm nữa, mình đợi khoảng cách nó dài ra. Từ sáng mình tiêm là lúc 9 giờ, bây giờ là lúc 2 giờ chiều. Bây giờ mình sẽ tiêm bằng trọng lượng cơ thể của nó khoảng 75-80 kg, thì con heo này bây giờ mình sẽ tiêm là khoảng 7C. Rồi khuya nay là khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối là mình sẽ tiêm một lần nữa, để ngừa cho khoảng 2-3 giờ sáng là ngừa nó sốt lại. Như bạn nó vận động nhiều là có thể là khuya nó sốt lại, là lúc mà từ 8 đến 10 giờ tối là mình sẽ tiêm để mình ngừa nó. Khi mà các bạn gặp những trường hợp con heo giống gì nè, các bạn cứ xử lý giống như mình đi, mình đảm bảo là cứu sống bình thường. Còn các bạn không có biết được xử lý là nó dễ chết lắm. Nó chết là nó dãy, nó trợn mắt mình, nó nhìn á. Rồi từ đây tới chiều nè, mình cứ để cám khô mình cứ để trước mỏ nó đi, nó ăn được thì nó ăn, còn nó ăn không được thì mình ngâm cám dẻo, mình đút cho nó. Và khi mà nó ăn xong là mình đút nước cho nó uống nha. Khi mà nó đi lại được thì nó rất là dễ rồi. Còn cái này là nó còn nằm một chỗ. Trường hợp mà nó đang sốt nó dễ cứng hàm lắm, nó không mở miệng được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm thuốc, rồi mình để cám khô xuống thử xem nó ăn hay không nha. Rồi mình mới tiêm nó khoảng 7 đến 8 xe thuốc nha các bạn, hạ sốt nha.
ngày mai mình mới tiêm ma mốc nha. Hôm nay là chủ yếu là mình trị sốt cho nó hết sốt cái đã, rồi mình sẽ tiêm ma mốc ngừa những bệnh cái khác đó. Nó mở mắt nó nhìn bình thường giống như hồi sáng á, mình lại trước đầu nó là bắt đầu nó nhìn mình, nó trợn mắt, nó cứng. Bây giờ mình đổ để thức ăn là coi thử nó ăn hay không nè. Nó muốn ăn nhưng mà nó không nhai được, cái hàm nó vẫn còn cứng, nó chưa nhai được. Cái này là mình phải ngâm cắm dẻo mình đút cho nó. Mà các bạn thấy nó nhai không? Nhưng mà cái hàm nó còn cứng lắm, nó chưa có mở miệng nó tự nhai được đâu các bạn. Cái này mình ngâm cắm dẻo mình đút cho nó. Các bạn nhìn thấy nó sốt không? Mình vô mình quay mình không dám nói chuyện luôn á. Nó ngái khò vậy á. Nó sốt mà nó vậy đó. Bây giờ nó hết sốt rồi các bạn, bây giờ là nó khỏe rồi. Nó nằm coi kìa, nó ôm sát tường luôn kìa. Bây giờ là nó khỏe rồi đó. Bây giờ mình nó khỏe rồi nhưng mà con mắt, các bạn nhìn thấy con mắt cái tròng trắng đó không? Nó vẫn còn đỏ, cái gân máu của nó vẫn còn đỏ nha, là nó vẫn còn sốt. Tuy rằng nó hết sốt nguy hiểm rồi nhưng mà nó vẫn còn sốt bình thường. Bây giờ mình sẽ tiêm một mũi nữa để mình ngừa nó 2-3 giờ khuya nó bị sốt lại nha. Rồi ngày mai á, thì xem như thế nào á, thì mình quay cho các bạn xem thêm. Nhưng mà ngày mai mình tiêm một mũi amoxicillin với chiều mình tiêm mũi hạ sốt nữa, mình nghĩ là nó khỏe rồi. Để một tí nữa mình đút cho nó ăn một miếng với mình kéo nó ra cho nó nằm cho nó khỏe nha. Ở đây là mình ngâm cám dẻo, mình đút cho nó ăn thử nó chịu ăn hay không. Nó nhai cũng được nhưng mà chắc nhai cũng ít lắm các bạn, chắc chậm lắm. Nó cũng đói bụng rồi, hôm nay là nguyên ngày nó đâu ăn gì được gì đâu. Hôm nay là nó bị cứng hàm, mình nó đâu ăn được gì đâu. Để mình đút cho nó uống miếng nước rồi mình kéo lại đằng kia cho nó khô nha. Để mình đút nước rồi để đây luôn là nó ướt. Mình kéo nó ra chỗ khác rồi nè các bạn. Chiều nay là nó ngồi được rồi nha. Hồi sáng là nó chỉ nằm một bên nó kênh thôi. Chiều nay, tối nay là nó ngồi được rồi nè. Ngày mai là có thể là nó tự ăn được rồi đó. Để mình bỏ một nắm cắm khô xuống đi, khi nào nó ăn được thì nó ăn nha. Đó, mình để cắm khô cho nó đi, khi nào nó ăn được thì nó ăn. Nó cũng đói bụng lắm rồi nhưng mà cái hàm nó vẫn còn cứng, nó chưa có ăn được. Cái con heo này á, thì mình phát hiện nó sốt lúc 7 giờ sáng nha các bạn. Lúc mình phát hiện á, là mình tắm, mình cắt tay cho nó, rồi khoảng chừng 15 đến 20 phút thì mình tiêm nó nửa trọng lượng của nó, nửa trọng lượng cơ thể của nó. Hiện tại nó là 80 kg. Mình tiêm nửa trọng lượng cơ thể của nó là 4C hạ sốt. Rồi khoảng 9 giờ 10, 9 giờ 20 á, là mình tiêm cho nó 4C hạ sốt nữa. Rồi tới 12 giờ trưa mình đã thấy nó hết sốt, nó dịu lại rồi. Rồi mình đợi tới buổi chiều khoảng 2 giờ là mình tăng lên đủ cái liều của nó là 8C cho độ cho 80 kg. Rồi chiều khoảng 2 giờ mình tiêm rồi. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối nha. Mình vô mình kiểm tra nó cũng khỏe bình thường, nó nằm bình thường, nó không như lúc sáng nữa. Nó đã khỏe rồi, cái hàm của nó cũng mềm lại rồi, nó không còn cứng như lúc trước nữa. Bây giờ mình sẽ tiêm nó 8C nữa để mình ngừa sốt phía 2-3 giờ sáng á, là mình ngừa sốt giấc đó nha. Rồi ngày mai nữa mình tiêm thuốc gì á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, hướng dẫn cho các bạn để chăm sóc những con heo sốt như thế này nha. Con heo mình buổi sáng ngày thứ hai nè các bạn, nó ngồi dậy được rồi nha các bạn ơi. Để mình đuổi nè. Đó, hôm nay là nó khỏe, nó ngồi dậy được rồi. Nó không còn như hôm qua mà nó nằm với mà nó nằm sấp với mà nó kênh nữa nha. Hôm nay là nó ngồi dậy được rồi đó. Đó. Nó ngồi dậy được, nó đi bê bê nha các bạn. Bây giờ sáng nay thì mình sẽ chích cho nó một mũi nữa nha. Bây giờ mình đổ cám thử coi nó chịu ăn hay không nha. Đó, mình đổ cám như vậy đi rồi khoảng chừng 1 đến 2 ngày nữa nó khỏe lại đó thì mình sẽ cho nó vô chuồng nha. Nó đói bụng rồi, ngày hôm qua buổi sáng ngày hôm qua tới giờ nó đâu có ăn đâu, một ngày rồi. Bây giờ nó tự đứng dậy ăn được rồi nè. Sáng nay là mình tiêm cho nó một mũi amoxicillin để hỗ trợ cho những bệnh kế phát và hỗ trợ cho nó đi lại được dễ dàng nha các bạn. Nếu mà các bạn có Phalloyes 400 á thì các bạn tiêm một mũi Phalloyes 400 cũng được, còn không có thì các bạn tiêm amoxicillin. Rồi buổi chiều thì chúng ta có thể là tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa nha.
Con heo này từ đây tới chiều là nó khỏe rồi, tại vì sáng nay nó ăn được là nó có sức là nó đi tới đi lui rồi. Hôm qua giờ nó nằm không à, nó nằm nó kênh cũng thấy mình là nó trợn mắt nó nhìn không à. Còn mình đi ra thì nó mới trở lại bình thường thôi. Đó, sáng nay là nó ăn được bình thường nha các bạn. Sáng nay bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi nha. Đây mà khoảng 7 giờ mình mới ra chuồng. Bây giờ là nó 7 giờ rưỡi nè. Chút nó ăn được, nó uống nước được là chiều nó chạy phà phà rồi nó phá rồi đó. Nó phá là bắt đầu mình muốn cho nó vô ô chung nó rồi đó. Nếu các bạn có Flojet 400 á, thì các bạn tiêm cho nó một mũi Flojet 400 để phòng ngừa bệnh kế phát và thần kinh co giật hoặc là bại liệt nha. Còn nếu các bạn không có thì các bạn sử dụng Amoc. Thường thường á, thì mình sử dụng Amoc là cũng ok rồi. Nhưng mà ở đây nếu mình có Flojet 400 á, thì sử dụng thì nó sẽ ok hơn nữa. Một tí nữa mình canh nó ăn xong để mình đem nước lại cho nó uống để nó đi vòng vòng, mắc công lùa rồi phá nữa. Heo mình hôm nay là chiều ngày thứ hai nè các bạn. Đó, ở đó là cái máng nó bị sứt nha. Rồi bắt đầu nó chui vô đây nó ở luôn rồi nè. Bắt đầu mình đuổi cho nó đứng dậy nha. Hôm nay là chiều ngày thứ hai, hồi buổi trưa. Hồi buổi sáng là mình chích cho nó một mũi Flo rồi. Chiều nay là mình không chích thuốc nữa nha, chiều nay mình ngưng nha. Nó đứng dậy đi lại bình thường rồi các bạn. Nó đi tới đi lui bình thường rồi. Nãy giờ nó đi tới uống nước. Ở đây mình có làm một cái vòi nước nè. Cái khung này là chiên là mình nhốt những con heo nhỏ á, nhốt riêng nó, tại vì mình không có ô dư nên mình làm một cái vòi nước ở đầu này, đầu đằng kia, đầu cái máng uống á, nó cũng có một cái vòi nước nữa. Bây giờ mình sẽ để nửa ký cám xuống, khi nào nó ăn thì nó ăn nha. Đó. Mình để vô cái máng, để nó đi, rồi khi nào nó ăn thì nó ăn. Nó ăn được các bạn, nó đi tới đi lui, nó ăn uống bình thường rồi. Mình chúc các bạn áp dụng các phương pháp điều trị heo sốt của mình được thành công nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.